cho chúng con cơ hội một lần nữa để thờ phượng Chúa, ca ngợi Chúa. Giờ đây chúng con đến với lời của Chúa. Xin Thánh Linh Thần lẽ thật hướng dẫn mọi chúng con vào trong lẽ thật, trong sự hiểu biết lời Chúa. Và xin lời Chúa giải phóng chúng con được tự do để chúng con sống cho Chúa một cách giản dị. Con cảm tạ Ngài, con cầu nguyện như này trong danh Chúa Jesus Christ. Sáng hôm nay thì chúng ta sẽ học cái phần cuối của sách Galati. Trong những tuần qua thì chúng ta đã đi học qua nhiều cái những cái phần kinh thánh ở trong Galati, và bữa hôm nay thì chúng ta sẽ học cái phần cuối cùng ở trong đoạn 6. Thì cái đề tài đúng ra là nó là khoe về thập tự giá, trên này nó là điều quan trọng và trở nên người mới. Thì ý nó cũng vậy thôi, thì chúng ta sẽ cùng sao suy nghĩ về phần kinh thánh này. Chúng ta để ý, chúng ta thấy cái câu số 11 đó, thì sứ đồ Phaolô nói rằng hãy xem những dòng chữ thật lớn mà chính tay tôi đã viết cho anh chị em. Thì trong cái thời của sứ đồ Phaolô đó, thì người ta nhờ những người thư ký đó để mà viết lá thư. Cũng vậy thì sứ đồ Phaolô đó, thì ông nhờ một người thư ký nào đó viết lá thư Galati này, lá thư này để gửi đến cho tín hữu tại thành phố Galati. Và khi đến cái phần kết luận đó, thì ông dành, ông viết. Cho nên câu số 11 nói rằng hãy xem những dòng chữ thật lớn mà chính tay tôi đã viết cho anh em. Cho nên cái phần từ 12, câu 12 cho đến câu cuối là 18 đó, là do sứ đồ Phaolô viết chứ không phải là người thư ký. Thì những nhà giải kinh thì họ nói, họ cho rằng đó, sứ đồ Phaolô viết chữ to là có mục đích. Có mục đích. Một là có thể là ổng coi những cái người độc giả của ổng như là như những là trẻ con đó, ổng viết cho thiệt là lớn. Hai đó, mục đích thứ hai có thể là đơn giản là ổng muốn nhấn mạnh trong cái kết luận á, ổng muốn nói đây, ổng muốn nhấn mạnh một cái điểm để tóm tắt lại cái ý chính của sách Galati. Ý là như vậy. Một số giáo sư giả đó, tức là những giáo sư người Do Thái đó, họ theo Do Thái giáo đó, thì họ bắt buộc những người Galati, những tín đồ Galati, những người mà tin Chúa tại Galati không phải là người Do Thái, họ bắt buộc những người này đó chịu cắt bì. Cho nên câu 12 nói rằng những kẻ muốn được lòng theo xác thịt đã cố ép buộc anh em chịu cắt bì. Tức là giáo sư giả người Do Thái bắt buộc người tin Chúa tại Galati là không phải là người Do Thái cắt bì. Tại vì sao? Thì họ tin rằng cắt bì là mới được cần thiết, mới được được cứu. Cắt bì là giống như là giữ luật pháp đó mới được cứu. Trong cái đó thì sứ đồ Phaolô ông nói rằng không, chúng ta là được cứu nhờ sự chết của Chúa Giêsu. Cho nên ông khoe về thập tự giá. Những người mà bắt người ta chịu cắt bì đó là họ khoe, họ cũng khoe nữa, họ khoe về xác thịt của anh em. Có nghĩa là họ, nếu mà có nhiều người mà chịu cắt bì để theo đạo Do Thái giáo á, thì họ hãnh diện. Đó là cái niềm đó là cái niềm hãnh diện của họ. Trong cái đó sứ đồ Phaolô ông nói rằng không, ông khoe về thập tự giá. Nhờ sự chết của Chúa Giêsu mà chúng ta được cứu, chứ không phải nhờ tuân theo luật pháp. Cho nên có hai cái lối suy nghĩ, hai cái lối sống, hay là hai cái tư duy khác nhau, chọi với nhau. Một tư duy á, hay là một cái lối sống á, là khoe về cái thành công, thành quả của mình. Một cái lối sống mà sứ đồ Phaolô đó, ông nhấn mạnh đó, là khoe về thập tự giá, khoe về cái thành quả của công việc của Chúa Giêsu. Đó.
Bây giờ chúng ta cùng suy nghĩ. Thứ nhất á, ở đây á, cho chúng ta thấy đồng 12 là một số giáo sư giả họ len lỏi vào hội thánh Galati. Họ nói với những người tin Chúa Giêsu đó là phải chịu cắt bì nè để mới được cứu. Đó. Cho nên sứ đồ Phaolô á, ổng vạch trần cái động cơ phía đằng sau mà tại sao họ bắt người ta làm chịu cắt bì đó. Thì ông nói rằng cái động cơ đó phía đằng sau là khoe. Thứ nhất là có hai, xin lỗi, có hai. Thứ nhất là họ đó sợ bị bắt bớ, bị bắt bớ vì thập tự giá. Tức là cái người ngoại đó ngày xưa là muốn gia nhập đạo Do Thái giáo là phải chịu cắt bì. À. Cho nên đó, nếu mà không có cắt bì đó thì họ sẽ bị những người Do Thái giáo, do theo đạo Do Thái giáo họ bắt bớ. Cho nên cái động cơ phía đằng sau là tránh bắt bớ. Thứ hai là khoe. Cái điều tôi muốn nói ở đây là khoe khoang về xác thịt của anh em. Đó. Thật ra thì ai cũng không có thích người khoe, phải không ạ? Người nổ, mình ngồi mình nghe mấy người nổ, người ta khoe là mình không có thích. Nhưng mà trên thực tế ai cũng khoe. Người giàu á, thì khoe của. Người khôn ngoan á, thì khoe sự khôn ngoan của mình. Người mạnh á, thì khoe sức mạnh của mình. Gần đây quý vị biết là ở Biển Đông đó, Mỹ á, rồi mời một số đồng minh có Úc rồi để mà khoe cái sức mạnh quân sự của họ, đúng không? Quý vị thấy khoe sức mạnh. Họ khoe những cái tàu chiến trang bị những vũ khí tối tân, rồi họ khoe những chiếc máy bay. Rồi gần đây tuần rồi đó thì satellite nó chụp được cái hình chiếc tàu ngầm của Trung Quốc. Một chiếc tàu ngầm của Trung Quốc đang trên đường đi vào một cái đường hầm ở dưới một cái đảo. Tàu ngầm đi vào đường hầm ở dưới cái đảo. Họ nói cái chuyện này mà ít khi nào mà thấy một chiếc tàu ngầm. Cho nên họ nói đây cũng là một cái có lẽ là Trung Quốc nó cũng cố tình nó khoe cái sức mạnh của nó. Tại vì tàu ngầm họ không biết là cũng là rất là nguy hiểm, không biết là cái tàu ngầm nó hoạt động như thế nào, nhưng mà đi như vậy rất là nó cũng nói lên cái sức mạnh. Trong tôi đọc có một cái bài viết có một cái tựa đề là khoe khoang căn bệnh của muôn người. Khoe khoang là nhu cầu của muôn người, từ trẻ đến già, từ đàn bà đến đàn ông, từ nông thôn đến thành thị. Đàn ông thì khoe tiền, khoe địa vị, khoe các mối quan hệ, khoe quyền lực, khoe khả năng tình dục. Phụ nữ thì khoe sắc đẹp, khoe áo, khoe quần, khoe người yêu, khoe chồng con. Người trẻ thì khoe quần áo, giày dép, đồ hiệu, điện thoại, sự giàu có, xe máy, ô tô, khoe được đi đây đi đó, khoe quen ông nọ, thân bà kia, khoe có nhiều người yêu, khoe được nam vượng tăng tán tỉnh, khoe được ngủ với hoa hậu, người già không còn sức lực, hết thời xuân sắc, chẳng lắm tiền bạc thì khoe con, khoe cháu, khoe thành tích, khoe quá khứ oai hùng. Ai cũng khoe từ trẻ đến già, từ nông thôn cho đến thành thị. Vì biết trong cái thời dịch này người ta ở nhà làm gì? Lên mạng, Facebook. Mà có những người lên Facebook càng thấy người ta khoe đó càng đau buồn cho mình, tuổi thân. Cho nên có cái anh, có một cái mạng nó nói về những người mà giống như là họ cũng nói về cái suy nghĩ của họ về những người khoe trên Facebook đó.
thì có một cái độc giả họ nói rằng thực sự tôi thấy có rất nhiều người hay lên Facebook toàn là để khoe. Và những kiểu người này khoe thì này thì một là hủy kết bạn, hai là ngừng theo dõi. Chỉ nên theo dõi những người cập nhật, chia sẻ những tin tức hay, theo dõi những trang web cập nhật kiến thức bổ ích như nấu ăn, ngoại ngữ hay liên quan đến học tập, công việc. Tôi cũng đã từng là người hay lên Facebook để khoe, để thể hiện mình là người sang chảnh. Và không phải riêng tôi, nhiều người khác cũng vậy. Nhưng nó là mạng ảo, nên con người ta luôn thể hiện mình hoàn hảo. Kể từ khi bỏ Facebook, tâm tôi tỉnh hơn rất nhiều và làm được nhiều việc có ích hơn, thay vì suốt ngày chỉnh ảnh đi đâu cũng phải chụp hình để có cái khoe. Vì thấy tôi cũng nghe một vài người họ nói rồi, Facebook là cái ảo tưởng, khoe hoàn hảo không, rồi người này khoe tôi đi holiday, rồi con tôi học này kia. Mấy người khác đọc vô thấy buồn quá, mình không chắc sao không được như họ, chán, rồi trách phận nữa, đủ thứ. Rồi đặc biệt là cái mùa COVID này mà ở nhà, ở một mình ở nhà mà không có giao thiệp này cũng làm cho cái tinh thần đi xuống. Thưa quý ông bà, anh chị em, nếu chúng ta đọc ở trong Galati đó, thì chúng ta thấy đó, người ta khoe về cái thành tích tôn giáo. Thành tích tôn giáo. Nè, khoe khoang về xác thịt của anh em. Có nhiều người, nếu mà càng có nhiều người mà chịu cắt bì đó, thì họ hãnh diện. Họ hãnh diện. Và tôi ngồi tôi suy nghĩ, tại sao con người của mình lại khoe, thích khoe? Sở dĩ mà chúng ta thích khoe đó là vì ở trong lòng chúng ta muốn được, khao khát, muốn được cái tiếng khen. Thì ở trong Galati đoạn 5 câu 13 thì nói rằng, thưa anh em đã được gọi để hưởng tự do. Chỉ có điều là đừng dùng tự do ấy như là một cơ hội để sống cho xác thịt. Để sống cho xác thịt. Và khi nói đến sống cho xác thịt có nghĩa là gì? Thì ở trong Dân Dứt đoạn 5, đoạn 2 câu 16 nói rằng, vì mọi sự trong thế gian như dục vọng của xác thịt, ham muốn của mắt và sự kiêu ngạo về cuộc sống đều không đến từ Đức Chúa Trời mà đến từ thế gian. Trong người chúng ta có những dục vọng, sự kiêu ngạo. Chúng ta muốn mình là giỏi, là hay, muốn được người ta khen. Thì đó là một cái tư duy, là một cái lối sống của ông bà anh chị em. Cho nên cái bài viết mà khoe khoang là căn bệnh của con người đó, người ta sống trong cái dục vọng, muốn cái sự khao khát được người khác khen. Đó là một cái lối sống của ông bà anh chị em, của con người. Thì sau đó thì sứ đồ Phaolô nói rằng, quý vị khoe hả, khoe về cái dục vọng thì tôi cũng khoe nữa. Còn với tôi chẳng khoe về điều gì ngoài thập tự giá của Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. Người ta khoe người giàu thì khoe sự giàu có, người khôn ngoan khoe học thức, sự khôn ngoan của mình, người mạnh khoe sức mạnh của mình. Nhưng mà sứ đồ Phaolô nói, tôi không khoe mấy cái chuyện đó, chỉ có một chuyện tôi khoe thôi là thập tự giá
của Chúa chúng ta. Cái chữ khoe đó, thật sự ra nó mình dịch tiếng Anh là boss, là khoe. Việt Nam mình khoe là nổ. Cái từ ở trong tiếng Hy Lạp nó mình phải hiểu được là nó không dịch, tiếng Việt mình dịch cũng không có sát nghĩa nữa. Tiếng Anh nó cũng không có dịch, nó cũng không thấy được cái nghĩa gốc của nó nữa. Cái chữ mà trong Hy Lạp mà nói mình dịch tiếng Việt là khoe đó là nó nói là một cái gì đó nó thôi thúc, nó thúc đẩy cái gì đó mà người ta vui, người ta hãnh diện, người ta đeo đuổi. Nó khoe là vậy. Cho nên đối với sứ đồ Phaolô đó, cái điều mà ông đeo đuổi, cái điều mà ông say mê, cái điều mà ông dùng tất cả cái thời gian và sức lực của ông đó để chiếm, để đeo đuổi đó là thập tự giá. Thập tự giá. Và thưa quý bạn cho em, chúng ta phải đặt mình vào trong cái thời của sứ đồ Phaolô. Khi người ta nói đến thập tự giá thì người ta nghĩ cái gì? Ngày hôm nay mình nói là những người mà những người ta bị xử tử bằng kế điện, hoặc là ở Malai là treo cổ, hoặc là ở Mỹ thì có lúc là ngồi ghế điện, hoặc là nó bị chích thuốc độc vô trong người chết. Thì mình nói đến cái những cái hình thức mà bị xử tử như vậy, ai mà muốn nói đến không bạn chị em? Mà trong khi đó, trong cái thời sứ đồ Phaolô đó, ông nói rằng tôi khoe về thập tự giá. Ông nói điều mà tôi say mê, tôi đeo đuổi, giống như nãy bài tôi say mê thập tự giá đó, là thập tự giá. Và thập tự giá đó là tượng trưng cho sự sỉ nhục và đau khổ, phải không? Thập tự giá là tượng trưng cho sỉ nhục và đau khổ. Đối với người Do Thái thời bấy giờ đó, thập tự giá là một sự rủa xả. Và sự rủa xả ở trong phục truyền đó, nói rằng ai mà bị treo trên cây gỗ là bị rủa xả. Đối với người La Mã đó, lúc bây giờ là La Mã cai trị xứ Palestine đó, đối với người La Mã thì thập tự giá là một cái sự tàn bạo. Một cái sự tàn bạo. Đối với người Hy Lạp á, mà chúng ta thấy nhớ trong công vụ các sứ đồ đó, Hy Lạp đó. Đối với cái người Hy Lạp đó, họ cho đó là một cái sự khờ dại. Tại quý vị biết rằng người Hy Lạp thì rất họ yêu chuộng triết lý, lẽ thật, cái gì đẹp đẽ. Những nhà triết gia nổi tiếng là trong đó có những người Hy Lạp, quý vị nhớ. Cho nên á, họ nói Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời mà bị đóng đinh trên thập tự giá. Thì đối với những người Hy Lạp là những người cho mình là văn minh, những người trí thức đó, họ nói cái chuyện đó là cái chuyện ngu dại. Cho nên thập tự giá quý ông bà anh chị em đó là xúc phạm đối với người Do Thái. Xúc phạm đối với người Do Thái. Xúc phạm đối với người La Mã đó. Người La Mã họ có cái câu nói mà mình câu nói rằng là đóng đinh trên thập tự giá đó, là một cái câu nói là muốn sỉ nhục người khác đó. Đối với người Hy Lạp là những người cho mình là trí thức đó, là xúc phạm. Ngày hôm nay quý ông bà anh chị em, thập tự giá cũng xúc phạm đến nhiều người lắm quý vị. Đặc biệt là những người tôn giáo, có tôn giáo, những người mà đạo đức đó. Nó xúc phạm là chỗ này quý ông bà anh chị em. Chỗ này là cái chỗ xúc phạm nè. Những người á, họ nói rằng họ cho là họ là những người mà đạo đức đó. Họ đạo đức.
họ sống tốt, họ làm điều việc lành. Mà đối với thập tỷ giá, đối với tin lành đó, thì mình có làm cái gì đi nữa, mình sống đạo đức bao nhiêu đi nữa, hả, thì mình cũng là tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời. Cho nên những người đi theo tôn giáo khác, họ không có chấp nhận được thập tự giá, sứ điệp của thập tự giá, không có chấp nhận được, nó là xúc phạm tôi à. Họ cho là những người đạo đức, họ theo tôn giáo, họ sống tốt. Trong khi đó đó, họ đối với những người mà gọi là phạm tội, ngang hàng trước mặt Đức Chúa Trời, ai cũng có tội hết. Họ không chấp nhận, đó là xúc phạm của ông bà anh chị em. Cho nên thập tự giá nó xúc phạm đối với người Do Thái, đối với người Hy Lạp, đối với người La Mã, và hôm nay nó vẫn xúc phạm đến nhiều người. Đó là thập tự giá. Nhưng mà sứ đồ Phaolô nói rằng ông ôm ấp thập tự giá, ông đeo đuổi thập tự giá, ông say mê thập tự giá, tất cả những sức lực và thời giờ của ông là cho thập tự giá. Còn với tôi chẳng khoe về điều gì ngoài thập tự giá của Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta đọc kế tiếp chúng ta mới hiểu tại sao ông say mê thập tự giá, tại sao ông khoe về thập tự giá, trong khi đó thập tự giá là xúc phạm đến nhiều người. Tại vì ông cái là nhờ thập tự giá ấy, đúng không? Nhờ là vì thập tự giá, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi với thế gian cũng vậy. Vì thấy không? Có hai lý do mà tại sao sứ đồ ông khoe, ông say mê thập tự giá. Nhất á, là đối với thế gian ông chết rồi. Có nghĩa là gì đây? Khi mà nói đến thế gian đó là nói chúng ta đến một cái thế giới của nhân loại không có Chúa. Họ sống theo, người ta sống theo không có Chúa thì họ sống theo cái kiểu cách của người không có Chúa. Họ chạy theo cái dục vọng. Đó. Lý do là tại vì họ ở dưới cái quyền lực của tội lỗi. Cô-lô-sê đoạn 2 câu 13 câu 15 nói rằng khi trước anh em đã chết bởi tội lỗi, bị chết bởi tội lỗi tức là mình ở dưới cái sự cai trị của tội lỗi đó, dưới cái ách tội lỗi đó, và xác thịt không cắt bì, thì Đức Chúa Trời đã khiến anh em cùng sống với Đấng Christ vì đã tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta. Rồi đến câu 15, Ngài đã phế bỏ các quyền thống trị, các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng và biêu chúng ra giữa thiên hạ. Thưa quý ông bà anh chị em, Chúa Giêsu Ngài đã phế bỏ cái quyền lực của tội lỗi cai trị trên chúng ta là những người tin Chúa Giêsu. Rõ ràng không quý vị ạ? Cho nên sứ đồ Phaolô nói rằng bây giờ ông không còn khoe về sự khôn ngoan, về sức mạnh, về sự giàu có nữa, vì đây là cái kiểu của người không tin Chúa, đây là cái kiểu của thế gian. Và ông chỉ khoe thập tự giá vì sao? Vì nhờ thập tự giá mà ông đã thoát khỏi cái quyền lực của tội lỗi. Ông không sống cho tội lỗi nữa. Và cái điều thứ hai nữa quý ông bà anh chị em, có hai lý do. Đó là lý do thứ nhất đó, là thập tự giá chấm dứt cái sự cai trị của tội lỗi trên đời sống của những người tin Ngài. Và điều thứ hai
là thập tự giá bày tỏ tình yêu của Chúa Trời đối với chúng ta một cách rõ ràng nhất. Thập tự giá đó bày tỏ cái tình yêu của Đức Chúa Cha ban con một của mình là Chúa Giêsu để cứu nhân loại ra khỏi quyền lực của tội lỗi và sự chết đời đời. Thưa quý ông bà anh chị em, người ta ca ngợi về tình yêu của người mẹ, của những người cha. Nhưng mà tình yêu của người cha, người mẹ chỉ phản ánh lại một phần nào tình yêu của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Và thập tự giá, thưa quý ông bà anh chị em, bày tỏ một cách cụ thể, rõ ràng nhất, Chúa yêu chúng ta. Và Chúa yêu chúng ta, Ngài đã hy sinh cả cái mạng sống của Ngài để cứu chúng ta. Và đó là cái vinh quang, tình yêu là cái vinh quang, là cái điều mà sứ đồ Phaolô ông hãnh diện khi nói đến thập tự giá. Quý ông bà anh chị em, quý vị, tôi nghĩ có nhiều người họ nghi ngờ về tình yêu của Chúa. Ngày hôm nay có những người họ không muốn tin Chúa là vì cớ họ thấy những cái đau khổ xảy ra trên trần gian này, họ thấy những chiến tranh bệnh hoạn chết chóc. Họ nói rằng nếu Chúa yêu thương thì tại sao Chúa không có chấm dứt những cái điều này? Có những người đi giữa đau khổ, bóng chết, họ trách Chúa, họ nghi ngờ về tình yêu của Chúa. Nhưng mà thưa quý ông bạn chị em, Chúa yêu chúng ta và Chúa bày tỏ tình yêu đó trên cây thập tự giá. Cho nên chúng ta mới hiểu được tại sao mà sứ đồ Phaolô ông hãnh diện về thập tự giá. Ông khoe về thập tự giá, ông say mê về thập tự giá, ông nỗ lực vì để giảng tin lành vì thập tự giá, về thập tự giá. Vì thập tự giá đã thay đổi cuộc đời của ông. Thập tự giá đã cho ông một cái tư duy sống khác. Thập tự giá đã đổi cuộc đời của ông. Đối với Giang, ông chết rồi, tức là cái ảnh hưởng, những sự cám dỗ, những sự xào can nó không còn ảnh hưởng gì trên cuộc đời của ông nữa. Ông không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Thế thay đổi cuộc đời của ông. Cho nên quý vị thấy không, ông nói tôi chẳng khoe về điều gì ngoài thập tự giá của Chúa chúng ta. Và điểm cuối cùng mà chúng ta sẽ thấy rõ câu 15 á, thì ông nói vì điều quan trọng không phải là cắt bì ha. Đối với người Do Thái đó, giữ lễ cắt bì á, thì mới được cứu, nó cần thiết cho sự cứu rỗi. Ông nói là điều quan trọng không phải là giữ lễ nghi, mà cũng chẳng hay là không cắt bì, mà là trở nên người mới. Tôi muốn quý vị chú ý đến trở nên người mới. Chúng ta thấy cái lập luận phía trước trong câu 14 thì ông nói rằng ông khoe thập tự giá vì cớ đó, vì cớ bởi thập tự giá mà ông chết đối với thế gian, đúng không? Ông chết đối với thế gian. Ông có một cái lối sống khác, có một cái tư duy sống khác là bởi thập tự giá. Thì đến đây chúng ta mới hiểu tại sao. Là vì ông là một người mới. Ông là một người mới. Chúa, quý vị, khi mà chúng ta tin Chúa Giêsu đó, là Chúa, là cứu Chúa của đời sống mình đó, thì Chúa tha tội cho chúng ta. Chúng ta được xưng công bình. Cho nên khi chúng ta qua đời đó,
chúng ta mới được vào nước thiên đàng, tại vì Chúa kể chúng ta là những người công bình, là vô tội. Và hơn nữa đó, trong lúc chúng ta đang còn sống mà chúng ta tin Chúa đó, thì Chúa cho chúng ta một cái tấm lòng mới. Không mà chị. Tấm lòng mới có sự khao khát mới. Sự khao khát mới. Và đây chúng ta mới hiểu tại sao mà đối với thế gian ông chết. Tại vì ông có một, ông là một con người mới, có cái tấm lòng mới. Và hơn nữa đó, chúng ta, Chúa ban cho chúng ta Thánh Linh để hướng dẫn đời sống của chúng ta. Cho nên Galati đoạn 5 nói là chúng ta hãy bước đi theo Thánh Linh. Con người mới này là con người bước đi theo Thánh Linh, sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh, với cái tấm lòng mới, với cái sự khao khát mới. Cho nên không còn khao khát khoe khoang của cải vật chất, sự khôn ngoan, sức mạnh của đời này, mà khoe khoang thập tự giá. Vì nhờ thập tự giá mà chúng ta được thoát khỏi cái quyền lực của tội lỗi. Chúng ta mặc lấy một cái con người mới, với những cái đam mê mới, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Rồi chúng ta mới hiểu được. Và cái con người mới này là một con người hoàn toàn nương cậy vào Chúa. Con người mới này là một con người bước đi theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. Cho nên trong Galati đoạn 5 có nói rằng khi chúng ta bước theo sự hướng dẫn thì sao? Thì chúng ta sẽ sống yêu thương. Và chúng ta sẽ kết trái yêu thương. Trái của Thánh Linh đấy là sự yêu thương, nhịn nhục, bình an, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, chức độ. Trong tiếng Việt chúng ta có cái bài hát mà giờ được chiêm ngưỡng thập tự giá. Chữ thì hơi nhỏ. Dịch từ cái bài thánh ca tiếng Anh là When I Survey the Wondrous Cross. Thì bài này dịch rất là hay. Có tiếng Việt. Giờ được chiêm ngưỡng thập tự giá quý hóa. Nơi Giê-xu ta chịu hình đây. Lòng thật coi phú quý thay lỗ cả. Quyết bỏ hết kiêu ngạo tâm tính này. Quyền Giê-xu giúp tôi chẳng khoe khoang. Di khoe ơn Chúa bỏ mình vì tôi. Mọi vật hư ảo xưa mãi mê mang, nay đem dâng nơi thập tự giá. Nhìn vào thân Chúa tôi cảm biết mấy yêu thương, bi đát, trung hòa, giọt rơi. Từ nghìn xưa chẳng chi sánh cảnh ấy, há thấy mão miệng bằng gai khác nào. Dầu rằng tôi có toàn cả thế giới, đem dâng cho Chúa vẫn hèn mọn thai. Kỳ diệu thai ái tình yêu Chúa thấm tươi xuôi tôi vui dân hồn thân cả rầy. Ông coi những cái bài hát này nói là coi cái phú quý của đời này là lỗ, nhưng mà chỉ là khoe khoang thập tự giá ha, khoe khoang. Mọi vật hư ảo xưa mãi mê, nay đem dâng nơi thập tự giá này. Rất hay quý vị, bài hát rất là hay. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, chỉ khi nào chúng ta thật sự trở nên con người mới, thật sự được đổi mới ở bên trong đó quý ông bà anh chị em, thì chúng ta mới khoe về thập tự giá, mới coi những cái sự phú quý đời này là lỗ thôi. Chỉ khi nào chúng ta được đổi mới ở bên trong, chúng ta thật sự là con người mới. Tôn giáo mình đi theo, mình giữ luật lệ này rồi kia, không làm cho mình trở nên con người mới. Thì khi nào mình được tái tạo lại, mình mới có cái tư duy mới mà khoe thập tự giá mà thôi. Đây là điều quan trọng với ông bà anh chị em. Cho nên cái câu số 15 đó không phải là cắt bì hay là không cắt bì, nhưng là trở nên con người mới. Xin chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Cảm ơn Chúa vì lời của Chúa. Cảm ơn Chúa vì thập tự giá. Chúa ơi, sứ điệp của thập tự giá là xúc phạm đến rất là nhiều người. Xúc phạm đến những người trong thời của sứ đồ Phaolô, và vẫn còn xúc phạm đến những người ngày hôm nay, là những người cho mình là đạo đức theo tôn giáo này, tôn giáo kia.
Nhưng mà nhờ thập tự giá của Chúa Giêsu mà chúng con trở nên người mới. Chúng con có sự sống của Ngài và sự sống đời đời. Và xin Chúa Ngài cho chúng con biết được chân lý này, để chúng con sống cho Chúa một cách thoải mái. Con cảm tạ ơn Chúa. Và con cầu nguyện điều này trong danh Chúa Jesus Christ.